không muốn cày chay cực khổ như tôi để có được một căn nhà VIP, bạn muốn cuộc sống của bạn trở nên dễ dàng hơn, vậy thì hãy đến ngay với địa chỉ ở trong crew của tôi. Hiện tại các bạn đã có thể có ngay một căn nhà cực kỳ VIP rồi, và giờ còn cập nhật thêm cả dịch vụ skibidi toilet nữa mọi người. Địa chỉ ở bên dưới mô tả nhá. Ở video lần trước do đánh 10 tỷ của category, bây giờ số F của tôi nhiều đến cái mức mà tôi cũng không thể nào mà đến được. Nhưng mà thay vì bỏ con thì tôi quyết định sẽ đòi lại tiền chu cấp bằng cách đổi trái quỷ mới. Nói chung tôi dùng trái quỷ đắc này cũng khá lâu rồi, cũng phải mười mấy phần rồi đấy. Nhưng hôm nay tôi quyết định sẽ sang một trái quỷ mới, thậm chí còn nhanh hơn cả đắc, vượt qua cái tốc độ con rách để chính là trái quỷ Rumble sai luôn. Và đây chính là trái quỷ Rumble của tôi. Nhưng mà điều đầu tiên là tôi cần phải đi cày Mastery trước. Mà trước khi đi cày Mastery thì tôi phải đổi điểm đã. Nâng mắt Demon có đến melee defense. Ôi chết cụ rồi. Này hơi ít đi defense nhỉ. Như tôi kẹt cụ lên. Được rồi, bây giờ tôi farm một tí. Tôi đã một quả được chiêu phế vật nhất của cái Rumble V1 này. Vì farm mấy con quái quá lâu, tôi sẽ đi đánh nhau với mấy con boss một tí cho nó đẳng cấp. Con boss đầu tiên tôi phải chinh phục để cho con boss sách 97. Đã 97 thì bây giờ hết thời rồi. Thắng loạt mới vua. Và đây bị rách giết, may là tôi bị rách giết là tôi được 5 triệu, chứ không bị thắng ngọt giết là tôi mất mẹ 5 triệu, đòi lại tiền mất. Xả EZ mọi người. Tiếp theo Long Ma Bắc Giang, mày còn Long Ma Bắc Giang này sẽ phải ra đi từ đây thôi. Đây chính là con boss phải lo khỏe nhất cái đảo này. Sai. Tiếp thôi, bây giờ thì tôi đã có bơi rồi. Tôi gọi shipper của tôi đấm nhau luôn nè. Ole. Ô, what the fuck? Rồi giờ mới chết này. Và tiếp theo boss tiếp theo. Đây chính là con boss mẹo bé mà ơi. Chúng con boss mẹo bé này là một trong con boss mà khó đánh nhất cái game. Mẹo bé phải ra đi rồi mọi người. Còn một con boss cuối cùng thôi. Easy 200 mát. Giờ tôi đi farm chay rồi lên 210 vậy. One eternity later. Được rồi, phút chiều rồi. Giờ tôi về đánh hải tặc xem được trái gì nhé. Chiêu về của nó là một chiêu. Không biết là bái không nhưng mà đầu tiên tôi thấy phải bái cứt. Easy. Wow, được trái cát quá phê vật luôn. Giờ tôi đi thức tỉnh trái Rumble luôn. Đi dễ Rumble thôi. Sambo thôi, đây rồi. Đi thôi ông ơi. Bản năng hả? Cùng. Có chuyện. Thế tao đi red làm đéo rồi. Chết. Hồi lấy Yama cứ bảo lấy. Quá dễ đối với tôi. Đầu tiên. Skibidi dom dom chết chưa? Skibidi dom dom. Thôi chắc đừng AFK mẹ rồi. Tao như thế đâu phải động vận tay này, cái vòng này này chất nhà đi kim đi to lại chiều hai đầy gió Shiki Vidi to như cứt này chiều giác lấy chỗ của mày đi sang chỗ tam đéo này mà lô lệ dạ chết rồi tôi đùa. Đây rồi. Tưng 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 tưng. Mày. Ôi, bắt mặt dậy này. Oh my god. Tôi đã thức tỉnh hết chiêu của trái này rồi đúng không ông ơi? Xài. Tưng tưng tưng. Nhìn bung đẳng cấp thế giới luôn. Bung Việt Nam không ai tìm được. Sao đi qua cửa đéo cần mở. Nghệ nhất Việt Nam. Đếm này. Khó nhất thế giới rồi. Xong. Reset đây. Xong mất rồi đó. Được rồi, xong rồi. Lướt trên không. Tôi sẽ chọn cái này. Lướt trên không nhưng cứt. Thank you.
Rồi thì sau khi tập hợp đủ tất cả những vũ khí để khiến tôi có thể đâu hành trình gọi là đi tàn sát của mình, thì chúng ta có một combo như sau: là có một Rumble, Yamcha và Titan cờ ra thì tôi cũng đéo cái combo thì biểu ở đâu, tại vì nếu bạn theo dõi tôi lâu thì có thể biết là tôi có làm một clip summon team bằng Rumble, nhưng clip đấy tôi có Spiky giờ, nhưng mà clip này tôi đéo có Spiky, tại vì clip lần trước là tôi săn 50 tỷ con Katakuri rồi đéo ra cái Spiky nào cả, vậy là tôi đánh phải sử dụng cái Titan cờ này vậy, tại vì nó là một trong những cái vũ khí mà dễ combo nhất trong cái túi đồ của tôi rồi. Bây giờ thì tôi sẽ đéo học combo đâu, tôi sẽ vừa chơi vừa tự nghĩ ra combo luôn. Tôi sẽ đi săn người, xem thằng đầu tiên lên săn thằng nào. Rồi, thằng này lâu đài tình ái mà, để xem thử nó là một người như nào. Với cái tên và cái avatar này, tôi không nghĩ là nó là một người bình thường đâu, nhưng mà không sao. Đúng như tôi dự đoán, không có thằng nào có tên siêu tật và cái quả avatar đấy là một người bình thường cả. Combo di chuyển khá nhanh ấy, là cũng không khó để giết mấy thằng hai này. Đủ. Nó ra đánh con này. Đéo là sao tôi lại đánh con này nữa, mình phải đánh Free Body kia okay, đâu rồi. Ô, vai cả có vẫn ở đây mà. Đéo hiểu lắm nhưng mà ok. Nói chung mình giết thằng này đây. Su ở đến lãnh địa của mấy thằng pháp sư, nhưng mà có vẻ là không thằng pháp sư nào nó đi đánh con boss kia, vậy thì tôi sẽ ăn nào hoàn thành nhiệm vụ thì giết thằng ai vậy chết con á. Quá dễ một người combo đẳng cấp. À thằng này 1.600. À có cú bà được đấy. Đéo ở sao chúng tôi thấy mình tội lỗi đấy. Đây bây giờ tạm biệt nhá. Đây sói combo thử. Xài một combo đẳng cấp mọi người, quá đỉnh luôn. Bởi vì đấy sẽ là combo của tôi. Rồi, ôi chết mẹ, đây nhỏ quá. Thằng này đây à? Được, tôi test thử lên thằng này nhá. Xem nó chạy đâu. Đây. Hai cái mạng Free Body ở đây, không thể nào mà không ăn được nó. Nó về 4 rồi, chết chết rồi. Mày với tao Kabucha chết. Ui 10 mà EZ đồ không. Ô thằng này sao, thằng này sao. À thích solo thì solo, mẹ thằng băng này. Băng tôi không sợ, tôi nhân tiện tôi test combo luôn. À chơi cái đây đúng không. Để lại từ từ tôi hồi chiều á, mà chúng chả cần hồi đâu, thì hai sút nằm rồi. Ui đói, chỉ quên mất, tôi yếu nửa cây ạ. Máu 7.000 thôi. Mày. Thằng này chết, chết chắc rồi. Như thế nào? Thích cái gì? Nói nhanh. Cày rồi, khóc rồi. Ôi kệ mẹ mày, tao đi làm nhiệm vụ của tao. Trong hang ổ thằng Flo đấy chính là đối tượng mà tôi đang tìm kiếm. Thử full combo. Đấy rồi, mày phải chết. Nửa combo đã chết rồi, quá phế vật. Tôi quá đẳng cấp mọi người. Tiếp theo đấy chính là con cạc này. Con cạc này đang đánh con boss của tôi, nên tôi phải giết nó. Từ từ tôi cũng phải nhận nhiệm vụ đã. Ui con quang còn đánh sắp xong con boss rồi. Mẹ con cạc này. Mày phải chết con ạ. À. Biết tôi đánh đủ đam không? Ô mày có đủ đam luôn này, ngon. Được rồi, tôi sẽ gái là con cạc. Không, không phải một thằng mà là hai thằng. Con nghi à, hello monkey D. Luffy. Ngay từ nhỏ được huấn luyện để trở thành lính hải quân. Thằng này là thằng có cúp. How to spawn got challenge. Give me. Ma mày. Thôi tôi không đã đắp lên như hồi trước nữa, nếu không thì nó khóc mất. Lại tôi ở lâu đài tình ái và này tôi phải săn Obama. Hy vọng Obama không đấm tôi nhưng mà ok. Một sút nó lắm. Kẻ gen mọi người. Ồ ngon. Được 10 phút AFP ấy. Ui nó ngon, này 20 phút AFP ấy. Quá mức luôn. Rồi, giờ tôi có 30 phút AFP, giờ tôi sẽ cố gắng để tận dụng đi săn thật nhiều mẹ mọi người chơi họ bot. Một sút nó lắm. Chó hợp mắt. Hai à, chắc hai sút.
đánh con này được quá. Nào thì tôi cũng đuổi level nha rồi. Đánh luôn, con sắp chết rồi. Sao sao chắc đánh hiện giờ vẫn đủ đạp đấy. Đúng rồi, chuẩn luôn. Anh cứ có thằng biết mình. Chào em nhá. Đây rồi, thân thiện. Ủa, hai thằng biết mình. Được, tôi ơi, được các bạn nhận ra thì tôi cảm thấy rất là chắc là vui. Hoặc là không, tôi cũng không biết. Bị phát hiện rồi. Sao biết fake? Vậy tôi phải đi bắt giữ một anh bạn gọi là phải đến từ Trung Quốc, gọi là Muay Quốc các bạn ạ. Tại vì tên anh ấy là Quân Cạc Dài mọi người. Quá mức quân. Ô đi. Tạm biệt Quân Cạc Dài. Phải chết, phải chết. Su. Mặc dù không nhận nhiệm vụ nhưng thằng khủng long này vẫn phải chết. Các bạn biết tại vì sao không? Tại vì tôi thích như vậy bạn nào không? À, con lợn này thích gì? Ui, do mình rồi một cái gì này nó kháng ngủ. Mày chết từ con à. Tự tử luôn mà. À thằng này, đúng là dạo này gấp hút, toàn hack. Con lợn này bị chết. Mochi với tao, Mochi là nhìn muốn giết người rồi. Nhưng mà từ từ, mày phải chết dưới tay tao, đéo chết dưới tay thằng khác đâu. Đòi chạy có thể tao không có con elite này nhưng mà mày bị chết thằng phết nhỉ. Ê nhưng mà thằng này là thằng duy nhất là tôi đéo giết được á, bất tử luôn. Con mẹ mày. Rồi tôi sẽ đèo đánh thằng này nữa. Tôi được cái móc luôn này. Múc nhà. Quá ngầu luôn. Đứng cướp của bố mày chưa. Mày như đéo cả mục tiêu của tôi. Nhưng mà tôi kệ, tôi vẫn giết. Tại vì tôi thấy thích. Mày double kill. Thằng này mới là mục tiêu của tôi à. Ôi bất tử. Đéo có đam đâu mà. Ai giờ phải bảo hết haki của nó. Hết haki mẹ với thằng hack bất tử này. Tổ à? Không ngờ gặp thằng một tổ ở đây. Không sao, thằng nào cũng phải chết thôi. Tại vì nó đã vào tầm ngắm của tôi rồi. Shikibidi toilet. Mày. Mày. Tiếp chính là con kake này. Phải cứ cứ tiếp. Đừng con lợn ơi, tôi sẽ mày chết con chó ơi. Biến hình phun máu rồi, mày bị chết con à. Đấy tận hạn dụng của V bố phải không, quá dễ. Rồi tôi tàn sát xem thằng này như nào. Chết đi. Sao đấy con. Có vậy nghe mẹ tôi sẽ bị tim hay gì đấy nhưng mà tôi kệ mẹ luôn. Trời, gấp của tôi tim hay không nó cũng gọi như nhau thôi. Họ nói nhau nhá. Thằng này đang đánh người kia, thằng này thằng kia sắp nhiều máu rồi. Tôi hủy diệt cả thằng nữa rồi. Ui. Ê, thằng kia sắp chết này, thằng kia sắp chết này. À, của tao, của tao, của tao, của tao. Thằng này, thằng này, thằng này. Một chút. Đéo chết, đéo chết kìa. Yeah, yeah. Mặc dù không có nhiệm vụ nhưng mày vẫn phải chết con chó ạ. Sút. Yeah, yeah. Ê. Làm gì ấy? Thích như nào? Sút nằm luôn, đòi tập cá với anh à. Chết rồi, cay rồi, nhưng mà việc của tôi đéo thì mấy thằng này mà cứ thằng này cơ. Mày chết có ra. Ui, chạy nhanh ấy. Quá là đau luôn. Nhưng mà chết thôi. Có sút nằm. Đấy rồi, tôi làm cả đống thứ nhưng mà tôi quên record rồi bạn.
Nói chung là tôi giết thằng này. Giờ tôi giết thằng này tiếp. Đấy, đơn giản như vậy. Ui, ôi, chó này. Súc vật này đang farm bot đừng chó này cứ thích đánh mình cơ. Ai ra luôn. Ô tôi được kiếm rồi mà. Còn đúng mà nhiệm vụ tôi là tôi sẽ lên được đủ level rồi, nhưng mà tôi quyết định sẽ di giết thằng 13M, và nếu gọi nghĩ tôi giết được 13M thì comment cho nữa bạn, nhưng tôi không giết được 13M thì hãy comment xuống phía dưới luôn để hỏi nhau nhỉ. Còn bây giờ thì tôi giết thằng 13M nhá, vì không giết được thằng 13M nên là tôi giết thằng 5M các bạn nhá. Và nếu bạn thích thì comment xuống phía dưới, like và đăng ký kênh tôi nha. Tạm biệt.